đồng bằng sông Cửu Long có vị trí chiến lược quan trọng với trên 20 triệu dân sinh sống. Nhưng mỗi năm, sói lở bờ biển, sạt lở bờ sông đang lấy đi khoảng 300 hectare. Đề án điều tra, đánh giá hiện trạng và giải pháp tổng thể phòng chống sạt lở đồng bằng sông Cửu Long với mức kinh phí đạt gần 7.000 tỷ đồng đang được đề xuất xây dựng. Có thể hình dáng đồng bằng sông Cửu Long tới đây sẽ còn thay đổi và mức độ thay đổi này phụ thuộc vào nỗ lực của chính chúng ta. Nông thôn mới 12 giờ 35 phút hôm nay. Cách Hà Nội chừng 100 km, huyện Lạng Sơn, Hòa Bình ẩn mình trong cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ trong lành. Cùng với đó là những nét văn hóa đặc sắc vẫn được người dân gìn giữ suốt bao đời nay. Trong số những nét đặc sắc đó phải kể đến ngôi nhà Lang Mường cổ. Nó được ví như trung tâm quyền lực, một thủ đô thu nhỏ của xứ Mường. Cùng khám phá ngôi nhà Lang Mường trong Khám phá Việt Nam 17 giờ 10 hôm nay.